Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng đang ở góc đường Hùng Vương với đường Lê Hồng Phong. Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà nằm gần góc ngã tư đường Hùng Vương với đường Lê Hồng Phong. Và căn nhà mình nằm sau lưng căn mặt tiền luôn á. Căn nhà kết cấu một trệt với hai lầu, nhà có giấy chủ quyền Hồng, hướng nhà là hướng Nam, và chủ nhà đang kêu bán căn nhà này với mức giá là 2 tỷ lẻ 50 triệu nha cô chú anh chị. 2 tỷ lẻ 50 triệu. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc Vũ Hồng, Vũ Hồng sẽ mở cửa cho cô chú anh chị bạn đi xem nhà. Nếu có bạn bè người thân đang có nhu cầu tìm mua nhà ở phân khúc này thì hãy chia sẻ cho họ video clip này ha, để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà nha cô chú anh chị. Bây giờ Vũ Hồng sẽ review từ ngoài đường vào trong luôn cho cô chú anh chị bạn xem ha. Vị trí Vũ Hồng đang đứng ở đây là góc đường Lê Hồng Phong với đường Hùng Vương ha. À, cái hướng xe đang di chuyển lại đây là từ hướng công trường Cộng Hòa, công viên Âu Lạc. À, di chuyển về hướng này là hướng từ quận 1, quận 3 chạy về đây ha. Còn theo cái hướng này nè cô chú chị là cái hướng đường Lê Hồng Phong đi qua đường An Dương Vương đi đến Nguyễn Trãi ha, phố thời trang Nguyễn Trãi. Còn bên trái là mình rẽ bên trái là mình sẽ đi đến ngã 7 và đi thẳng qua xuyên qua 3 tháng 2 qua hồ bơi Kỳ Hòa nha. Ở đây thuộc phường 2 quận 10, bên đó là phường 1 quận 10, chợ đêm phường 1 quận 10, chợ Lê Hồng Phong hay còn gọi là chợ Campuchia. Còn kế tiếp là chợ Hoa Hồ Thị Kỷ, đường Hồ Thị Kỷ ha. Bên đây có chợ Bào Sen và thuộc phường nào phường 4 quận 5 nha. Thì bây giờ Vũ Hồng sẽ review cho cô chú chị bạn xem căn nhà. Căn nhà mình là nằm sau lưng cho mặt tiền này luôn nè. Đó, sau lưng cho mặt tiền này luôn hết cô chú vậy, sau lưng cho mặt tiền này luôn nha. Nhà mình thì có kết cấu một trệt với hai lầu, nhà có giấy chủ quyền Hồng, hướng nhà là hướng Nam. Và chủ nhà đang kêu bán căn nhà này là giá là 2 tỷ 50 triệu ha cô chú chị. 2 tỷ 50 triệu thôi. Nhà mình ở đây thì gần trường Đại học Sư phạm, Đại học Sài Gòn, Đại học Kinh tế, Đại học Y Dược và trường Lê Hồng Phong luôn nha. Ở đây được cái là đường một chiều nhưng mà xe cộ qua lại cũng không có nhiều lắm. Và bên kia cái vỉa hè của đường Hùng Vương là nó rộng đến khoảng gần 8 mét đó cô chú chị. Gần góc ngã tư đường Lê Hồng Phong với đường Hùng Vương, mình đang đứng trên đường Hùng Vương ha. Tại đây có một cái, ở đây có một cái quán lẩu gọi là lẩu gà lá é đó cô chú chị. Đó, căn nhà mình là sau lưng cái mặt tiền này thôi. Đó, sau lưng căn này. Mời cô chú chị bạn vào trong để mình xem nhà ha. Hẻm 122 nha cô chú chị, giữa căn 122 124. Mình đi vào đây ha. Đi vô đây thì khoảng 10 mét rẽ bên tay phải nè. Đó, rẽ bên tay phải ha. Hẻm này sẽ có 8 căn nhà thôi. Tổng hết hẻm này chỉ có 8 căn nhà thôi ha cô chú chị. Căn nhà mình là căn gần cuối nè. Gần cuối nên mình để xe đồ được thoải mái, không có ảnh hưởng người khác ha. Đây căn này là căn sau lưng căn mặt tiền ha. Đó, căn này là căn mặt tiền nè. Đó, căn này là căn mặt tiền ha. Căn mình là căn sau lưng căn mặt tiền nha. Địa chỉ nhà mình là 122/6 đường Hùng Vương, phường 2 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh ha. 122/6 đường Hùng Vương, phường 2 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Và nhà mình thì có cái nền nhà cao hơn mặt hẻm thì khoảng ở đây khoảng 2 tấc ha cô chú chị. Và đây là mình xoay xe ngang được nha. Nhà mình điện chính nước chính. Và nhà mình có chiều ngang là 2 mét. Và chiều dài là 6 mét. Diện tích đất được công nhận là 12 mét. Và nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, không có bị quy hoạch giải tỏa hẻm giới lộ giới gì hết. Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên ha. Ở đây địa chỉ nhà mình 122/6 đường Hùng Vương, phường 2 quận 10, giáp ranh với phường 1 quận 10, giáp ranh với phường 4 quận 5 và quận 3 quận 1 luôn ha. Nhà mình hướng chính là hướng Nam nha. Nhà mình là 100% khu dân cư hiện hữu, không có bị quy hoạch giải tỏa hẻm giới lộ giới gì hết. Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên ha. Và hiện tại mức giá chủ nhà đang đưa ra là 2 tỷ lẻ 50 triệu ha cô chú anh chị. 2 tỷ lẻ 50 triệu nha. Ở đây thì ngay trung tâm luôn ha, gần bến xe Hùng Hiếu nha cô chú anh chị, gần bến xe Hùng Hiếu và nhiều bến xe khác ở trên đường Lê Hồng Phong. Các chành xe đi khắp các tỉnh thành năm mắt. Nhà mình được trang bị bởi cửa nhôm chinh pha và kính cường lực. Ở phía ngoài đây là chủ nhà có ốp
ốp đá hoa cương, bên ngoài này ốp đá cao lên lầu 1. Lầu 1, lầu 2 đều có ban công ha, ban công lầu 2 lớn hơn lầu 1 nha cô chú chị. Nhà mình hiện tại thì có 2 nhà vệ sinh, nhưng mình có thể làm được 3 nhà vệ sinh đó cô chú chị. Nhà mình xin nhắc lại là nằm 100% khu dân cư hiện hữu, không có bị miếng lộ giới nào ha. Cái đặc biệt là nhà là không bị lộ giới luôn nha cô chú chị. Và cái điểm khác biệt nữa là chủ nhà dán tường full từ dưới lên trên luôn, không có chừa chỗ nào, không có dán hết á, dán sạch hết luôn, rất dễ dàng làm vệ sinh ha. Ở phía ngoài ha, mình đi ra đó khoảng chừng 15 mét, rẽ trái 10 mét là tới mặt tiền nha. Căn mình là căn sau lưng ra mặt tiền ha. Đây, cô chú chị bạn nhìn ha. Và nhà mình thà có giấy chủ quyền hồng mua bán ký công chứng sang tên nha cô chú chị. Bên phải nhà mình là cầu thang, tay vịn bằng gỗ, mặt đi bằng đá hoa cương. Và bên trái là gian bếp. Và ở trên lầu 1 này nè, ở trên bếp này nè, là chủ nhà có làm một cái tủ bếp trên đó và tủ bếp dưới làm sẵn hết rồi ha. Mặt bếp bằng đá hoa cương, có chậu rửa nè ha. Khu vực ở dưới cầu thang còn trống một chỗ nè, mình có thể để máy giặt cũng được ha. Và nhà vệ sinh thì nằm ở cuối nhà luôn nha. Nhà vệ sinh thì nằm ở cuối nè ha. Bồn vệ sinh liền khói. Cái bình nước để lên trên đó, ở đây là cái ống nước đi xuống nè, có van khóa nè ha. Vòi sen. Tường nhà vệ sinh cũng dán được, dán cao lên đến trần luôn rồi nha. Cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi Du Hồng review căn nhà địa chỉ số 122 Sạc 6 đường Hùng Vương, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh ha. Hẻm phía trước nhà là hẻm 2,5 m nha cô chú anh chị. Nhà mình nằm phía sau lưng căn mặt tiền. Nhà thì có giấy chủ quyền hồng, nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu. Nhà mình thì một trệt với 2 lầu. Và ở trên đây là chủ nhà có gắn cái đèn led âm trần và đèn màu, rồi hắt đèn màu luôn ha. Ở những vị trí sử dụng điện là chủ nhà đã đi sẵn nguồn điện hết luôn rồi. Cho mình sử dụng, mình nếu mình cần gắn quạt, gắn máy lạnh gì thì rất dễ dàng ha. Là cầu cái cột thì chủ nhà cũng ốp viền inox mạ vàng. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành thì hãy đăng ký kênh ha. Nhớ bật chuông để khi Vũ Hồng up video mới lên thì cô chú chị bạn xem được liền. Còn nếu như mình đã nhiều lần xem rồi, hãy chia sẻ video này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua nhà ở phân khúc 2 tỷ tỷ để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Ở trên nhà vệ sinh thì có cái kho để mình chứa đồ ha. Ở đây mình có thể tận dụng mình làm thêm bích luôn để mình để đồ trên đây cũng được nha cô chú chị. Rồi, mời cô chú chị bạn lên tiếp lên trên nè ha. Hiện tại thì Vũ Hồng đang có mặt ở lầu 1. Lầu 1 nhà mình thì có một phòng hết cô chú chị. Phòng thì được văn ngăn vách sẵn rồi. Tường nhà vệ sinh thì dán cao lên đến trần hết luôn ha. Có giềng nè, giềng làm bằng đá luôn ha. Và phòng này thì phòng cửa lùa. Mình chỉ việc mình gắn cái màn đó là mình ở ha. Và bên đây là quạt. Ban công nhỏ nhỏ ha. Ban công ngoài bằng sắt, cửa lùa. Vũ Hồng xin nhắc lại căn mình là căn sau lưng cho mặt tiền đường Hùng Vương ha, nằm gần góc đường Hùng Vương nha cô chú chị. Góc đường Hùng Vương với đường Lê Hồng Phong. Căn này là căn mặt tiền nè. Căn nhà này là căn mặt tiền nè ha. Ở đây dây điện đi sẵn để mình đi máy lạnh thì mình đi nha. Đây được cái phòng. Phòng này thì cửa lùa. Cửa lùa. Khóa lại nè. Nhà mình thì có gắn giấy hồng rồi ha, giấy hồng đang ở nhà đâu, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên.
diện tích đất của mình là 12 mét là được công nhận đầy đủ luôn nha cô chú anh chị. Bây giờ Vũ Hồng mời cô chú chị Hoàng lên trên lầu 2 ha. À, hãy chia sẻ cái video này cho bạn bè người thân của mình nha cô chú anh chị, những người đang có nhu cầu mua nhà cho con em đi học ở thành phố Hồ Chí Minh đó, để giúp họ mua được nhà, con em mình lớn mình ở cũng được, và sau này mình bán lại buôn căn khác cũng được ha. Nhà hiện hữu toàn bộ luôn mà. Đây nhà vệ sinh ở lầu 2 nè, nhà nhỏ nhỏ thì cũng được hai cái nhà vệ sinh nha cô chú anh chị. Phía sau lưng nhà mình là khoảng đất trống ha. Đó, cái nhà cấp 4. Mình mở cái lam cửa sổ này cho gió thổi mát ha. Cửa nhà vệ sinh thì cũng sử dụng cửa lùa ha cô chú anh chị. Cửa lùa nha. Phòng này cũng được chủ nhà làm cửa lùa luôn. Cửa lùa nè. Tường nhà thì từ dưới lên trên được chủ nhà dán cao phun trần luôn ha. Và chủ nhà đi đèn là đèn led âm trần. Còn ổ điện rồi là chủ đi sẵn hết, đi âm sẵn hết để mình hết. Đây là cái phòng phía trước của cái lầu 2 nha cô chú chị. Đây là phòng phía trước của lầu 2 ha. Nhà mình có hai lầu, hai phòng. Đó, không gian sinh hoạt chung. Và không gian này là không gian trong phòng. Cửa thì xài cửa lùa ha. Và nhà thì được cái ban công phía ngoài nè. Ban công phía ngoài nè ha. Ban công phía ngoài nhà mình, ban công trên đây thì cũng được gần 1 mét nha. Vũ Hồng xin nhắc lại là nhà mình thì nằm phía sau lưng căn mặt tiền đường Hùng Vương nha cô chú anh chị. Ở căn cao này hai căn liền nè, căn cao ha. Sau lưng căn này nha, sau lưng cái khoảng trống này. Thì nhà mình thì có hướng chính là hướng nam, hướng chính là mình hướng nam ha, là sang đông một ít nha. Đó, ban công thì rộng rãi. Máng nước ở đây thì chủ nhà làm chỗ gom máng nước lại hết rồi ha. Nhà thì diện tích đất được công nhận đủ 12 mét nha, nhà hai lầu, nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, là không có bị quy hoạch giải tỏa hẻm giới lộ giới gì hết. Và nhà thì đúc giả nhưng mà khá chắc chắn luôn ha. Và chủ nhà đang kêu bán căn nhà này với mức giá là 2 tỷ lẻ 50 triệu nha cô chú chị. Cô chú chị bạn nào quan tâm thì cứ alo cho Vũ Hồng qua số 0933 79 79 79. Vũ Hồng sẽ trực tiếp mở cửa cho cô chú chị bạn xem nhà và gặp chủ nhà để làm việc thêm ha. Cô chú anh chị và các bạn vừa theo dõi Vũ Hồng review xong căn nhà ở địa chỉ 122 xẹt 6 đường Hùng Vương, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình nằm ngay gần góc đường Lê Hồng Phong với đường Hùng Vương. Và nhà nằm giáp ranh với phường 1, quận 10, gần chợ Hoa Hồ Thị Kỷ, chợ đêm phường 1, quận 10 và chợ Lê Hồng Phong hay còn gọi là chợ Campuchia. Nhà nằm gần quận 3, quận 1 và gần quận 5 luôn. Căn nhà mình thì chủ nhà đang kêu bán với mức giá là 2 tỷ lẻ 50 triệu, 2 tỷ lẻ 50 triệu ha. Nhà thì gần trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, gần trường Đại học Y Dược, gần Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Sư phạm và Đại học Sài Gòn. Gần gần 3 công viên lớn, công viên Âu Lạc, công viên Hòa Bình và công viên Văn Lang. Nhà thì có giấy chủ quyền hồng hoàn công đầy đủ, mua bán sổ hồng với công chứng sang tên. Và kích thước nhà mình chiều ngang là 2 mét, chiều dài là 6 mét, kết cấu nhà một trệt với hai lầu, nhà có giấy chủ quyền hồng hoặc không đầy đủ, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên. Hướng nhà là hướng nam, là sang hướng đông một ít. Nếu cô chú chị bạn có bạn bè người thân đang có nhu cầu tìm mua nhà thì mình hãy chia sẻ cho họ cái video này để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà. Nếu có cần liên hệ thì liên lạc Vũ Hồng qua số 0933 79 79 79, kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành ha. Muốn xem sổ thì kết nối Zalo 0963 10 10 10. Vũ Hồng sẽ tới gửi sổ tới cho cô chú chị bạn xem trước khi xem nhà ha. Cô chú anh chị và các bạn nếu có nhu cầu ký gửi bán nhà tại thành phố Hồ Chí Minh thì hãy alo cho Vũ Hồng qua số 0933 78 78 78. Vũ Hồng sẽ tới review nhà bán nhanh cho cô chú anh chị ha. Vũ Hồng cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem hết video review nhà. Xin chào và xin hẹn lại ở những video quý vị nhà lần sau. Xin chào ha.